bốn phẩm pháp giới. Bấy giờ tôi thắng từ chỗ người đứng dậy, che vai bên trái, gối phải quỳ sát đất, chắp tay cung kính bạch Phật. Kính bạch Thế Tôn, các đại Bồ Tát làm thế nào tu học bát nhã ba la mật đa sâu xa thông suốt pháp giới? Phật bảo trời tối thắng, lành thay, lành thay, hãy lắng nghe, hãy lắng nghe, thật khéo tác ý, ta sẽ phân biệt giảng thuyết cho ông. Trời tối thắng bạch, cuối xin thấy tôn giảng thuyết chúng con mong muốn được nghe phật bảo tôi thắng thiên vương nên biết các đại bồ tát học bát nhã ba la mật đa sâu xa có diệu tuệ nên gần gũi bạn lành phát khởi sự siêng năng tinh tấn lìa các chướng ngại phiền não tâm được thanh tịnh cung kính tôn trọng muốn tu tập hạnh không xa lìa các kiến tu đạo như thật thông suốt pháp giới thiền vương nên biết các bồ tát này có diệu tệ nên gần gũi bạn lành vui mừng kính thờ tưởng như phật vì gần gũi nên xa địa các biến nhát diệt trừ tất cả pháp ác bất thiện tăng trưởng căn lành đã diệt phiền não xa địa pháp trước ngại thần ngữ ý nghiệp đều được thanh tịnh do thanh tịnh nên điền sanh kính trọng vì tâm kính trọng tu tập hạnh không vì tu tập hạnh không nên xa địa các kiến vì xa địa các kiến nên tu hành tránh đạo tu hành tránh đạo nên có thể thấy pháp giới. Trời tối thắng bạch Phật Kính bạch Thế Tôn thế nào gọi là pháp giới? Phật bảo trời tối thắng, thiền vương nên biết pháp giới chính là tánh chẳng hư vọng. Kính bạch Thế Tôn thế nào là tánh chẳng hư vọng? Này thiên vương tức là tánh chẳng đổi khác. Kính bạch Thế Tôn thế nào là tánh chẳng đổi khác? Này thiên vương tức là chân như của các pháp. Kính bạch Thế Tôn thế nào là chân như của các Pháp? Thiền vương nên biết chân như sâu xa vi diệu, chỉ có thể dùng trí để biết chẳng phải ngôn ngữ diễn nói được. Vì sao? Vì chân như các Pháp vượt qua văn tự, địa phạm chủ ngữ ngôn, tất cả sự diễn đạt chẳng thể diễn đạt nổi. Lìa các lý luận, rứt các phân biệt, không đây không kia, địa tướng vô tướng sang địa suy tìm, vượt cảnh tầm tứ, không có tường, không có tướng.